Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Quỳ Khôi. Bonsai Quỳ Khôi tiếp tục gửi đến tất cả quý vị và các bạn những hình ảnh bonsai đẹp mắt tại vườn anh Lưu Mạnh Quyền. Xin mời quý vị cùng đón xem. Trước mắt quý vị là một tác phẩm Rúi Bạt Phong. Anh Quyền làm từ rất lâu rồi và mình thấy thực sự rất ấn tượng. Mình sẽ quay các góc độ mà phía trên phía dưới để quý vị cùng ngắm này. Đã đạt đến một đẳng cấp rất là cao rồi, tác phẩm rất ấn tượng. Đẹp mắt. Mình sẽ đi sang phía bên này để quý vị cùng ngắm tổng thể của cây. Mặt nào của cây nhìn cũng tự nhiên và đẹp mắt. Quý vị sẽ xem những đường nét đây này, quý vị xem này. Những đường nét bạt phong rất là ấn tượng. Mấy con góc này mình chưa. Mình sẽ quay nốt để quý vị ngắm này. Vòng quanh đều đẹp mắt. Ok, mình sẽ quay tiếp một tác phẩm xanh ba thân. Chất liệu xanh quê rất già. Đây là mặt sau của cây. Rất là 3D và đẹp. Thực sự rất là mặt này là mặt chính của cây và rất là nghệ thuật. Đây quý vị xem. Rất tuyệt vời. Xin mời quý vị cùng ngắm tiếp một cây xanh quê nữa, vườn anh Lưu Mạnh Quyền này. Đây cảnh lục khục rất đẹp. Rất tuyệt vời. Ok, xin mời quý vị cùng ngắm tiếp một tác phẩm xanh hai thân. Thân nu rất là đẹp. Chân bệ mịn. Hai thân đấy, và tiếp đến cũng là một tác phẩm hai thân. Hiện tại đang cây ăn hơi tốt. Mình sẽ quay sang phía bên này. Thân cây của anh Quyền, cây hai thân rất đẹp, đồng điệu,
quá. Đó, và tiếp đến là quý vị cũng sẽ ngắm một phôi bán thành phẩm, hai thân rất già, hòn đá đấy. Tuyệt vời. Song siêu. Người nét chi quý vị xem. Nghệ thuật. Đường thân lắc. Không cây nào che cây nào, đồng điệu. Ok, mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin kính chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin chào.